hài hước và nhân văn. Xin được chào đón tất cả quý vị các bạn đang đến với chương trình Biệt đội phấn trắng. Chương trình Biệt đội phấn trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:55 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin được đại diện cho chương trình Biệt đội phấn trắng cảm ơn những nhà tài trợ chính của chương trình. Xin được cảm ơn nhãn hàng Bồ Tư Sản Bích Cô Cưa của công ty liên danh của quốc tế và đại diện là ông Vũ Việt Nam. Xin được cảm ơn nhãn hàng Vicoco Tinh Hoa Dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Lương Quế và đại diện là ông Trần Duy Quang. Xin được cảm ơn nhãn hàng nước hoa cao cấp Lep Chem và đại diện là ông Lê Thành Nhân. Xin được cảm ơn thương hiệu Jollibee cùng sản phẩm Ga Giòn Vui Vẻ đã đồng hành cùng với chương trình và đại diện là chị Nguyễn Phương Thảo. Cùng với chú ông Jollibee thật là dễ thương. Xin được cảm ơn nhãn hàng tài trợ phụ. Xin được cảm ơn nhãn hàng TV màn hình tương tác IPO. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Ngọc Nam. Xin được cảm ơn nhãn hàng Quạt Trần Kim Thuận Phong và đại diện là ông Nguyễn Văn Tây. Và về phía đại diện nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu thầy Điện Quỳnh Phúc là phó hiệu trưởng của trường bằng tình hình công sự có mặt của các thầy cô và 1868 học sinh của trường bàn tâm định. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 6 chiến binh của biệt đội phấn trắng trường Bàn Tân Định. Dạ, kính chào tất cả mọi người ạ. Trong tất cả những loại báo thì mình là báo trí tuệ, báo nhanh nhẹn, báo nhưng không hư, báo Nguyễn Thị Quỳnh Như. Hello, xin chào cả nhà yêu. Tôi là báo thanh thiện, báo bình yên, báo chân hảo nguyên. Mình là báo mạnh mẽ, báo hay đi, báo Nguyễn Thị Phương Nghi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Em là báo cha, báo mẹ, báo hay la, báo Phương Di Khoa. Sawadi cap 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 cap. Mình chính là báo chăm học, báo hay cộng, nhưng mà không ít kể, báo Trần Chí Vĩ. Và như các bạn cũng đã biết thì chuẩn ráng cần mỡ, bắp cần bơ, báo không cần cớ, cần hùng cơ. Và mình là báo văn thơ Danh Phi Hồ. Học có đội, chơi có đội, tên của nhân chúng em là Biệt đội Báo Hồng. Kính thưa quý vị các bạn, tại sao lại có sự có mặt của biệt đội Báo Hồng của trường Bàn Tân Định? Thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Nó ngồi hai chị em á, nó nhớ mẹ nó mà nó cũng không biết làm sao. Người ở nhà thì trông, người đi thì muốn quay lại. Nhưng ở giữa những con người này cách nhau một rào cản sức khỏe, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng đợi chờ. Trong biệt đội Báo Hồng của chúng ta sẽ phải lần lượt vượt qua được hai thử thách của chương trình. Vượt qua được thử thách đầu tiên, các bạn sẽ mang về số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Vượt qua vòng thi thứ hai thì các bạn sẽ mang về số tiền thưởng lớn hơn, đó chính là 7 triệu đồng. Tổng cộng là bao nhiêu ạ? Nếu như các bạn không vượt qua được vòng thi đầu tiên thì ở vòng thi thứ hai các bạn sẽ được quyền đặt cược viên phấn may mắn. Nếu chiến thắng vòng thứ hai, các bạn sẽ bảo toàn được vòng thi đầu tiên và tổng số tiền chúng ta vẫn nhận được là 10 triệu đồng. Còn mà không vượt qua được á thì các bạn sẽ phải ra về trắng tay, không nhận được tiền thưởng và cũng không nhận được quà của nhà tài trợ luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Ông Thợ Giao Hàng. Chúng ta sẽ có 6 chú ông thợ phía trên đây. Mỗi chú ông là đã được đội một cái ly của Jollibee ở trên đầu. Và đầu tiên thì các bạn sẽ lấy hai mảnh giấy. Các bạn chỉ được di chuyển ở trên những cái mảnh giấy này thôi. Và sau khi mà đi hết cái con đường zig zag này rồi, các bạn sẽ lấy một quả bóng kẹp vào giữa hai chân của mình, nhảy qua các kẽ hở trong cái chiếc cầu thang này. Rồi sau đó mình sẽ mang quả bóng đến tại vị trí này, làm vỡ quả bóng. Và trong mỗi quả bóng thì sẽ có một tờ giấy. Trong tờ giấy này thì sẽ bật mí cho các bạn là các bạn sẽ được sử dụng đạo cụ gì. Thứ nhất chúng ta sẽ có giấy nè, thứ hai là bóng bàn, thứ ba là dây thun. Sau đó thì các bạn sẽ dùng những đạo cụ mà mình lấy được để làm ngã lon ở trên đây. Chỉ cần là làm ngã lon thôi thì các bạn sẽ được mang chiếc ly ở trên đầu của mình này qua cho chú ông vui vẻ Jollibee. Ông do ăn quá nhiều gà rán cho nên là rất là khát nước. Vì vậy mà các bạn sẽ... Và trong vòng 10 phút mà cả 6 bạn mang được 6 cái
Billy đến chào chú ông vui vẻ của Jollibee thì chúng ta sẽ giành được chiến thắng ở vòng chơi này. Và đặc biệt là không chỉ giành được số tiền thưởng là 3 triệu đồng mà phần thưởng của các bạn sẽ có một tô gà giòn. Anh trốn lại hết học sinh của bạn Tân Định đâu? Không dám đâu. Trả tô gà đây. Rồi. Đây sẽ là phần thưởng của các bạn sau khi mà hoàn thành được vòng thi đầu tiên. Và đây đang có một con người đang hâm he. Mười phút chuẩn bị. Cười lên cái coi. Kẹp vào chân, kẹp vào chân. Cố gắng là không được làm bể quả bóng nha. Bể quả bóng là phải đi lại từ đầu đó. Hay quá, làm bể đi. Bông quả bông bạc, rồi vô lấy bông bạc. Cố lên. Rồi, bạn tiếp theo, bạn tiếp theo. Chơi chỗ. Là chấm hết rồi đúng không? Rồi, bể quả bóng, bạn tiếp theo. Nhẹ thôi, ráng cố gắng kẹp nhẹ cho bóng thôi. Không có à, về chỗ. Không có, rồi. Chạy không, chạy không, rồi. Chú ông đã có được chiếc ly đầu tiên rồi. Một tờ giấy. Giò chặt lại, giò chặt lại, ném mạnh lên. Yes. Lấy ly được chú ông. Rồi, ok. Trời ơi, trời ơi, hết hồn. Một quả bóng bàn, đây, đây. Chưa, chính xác. Một quả bóng bàn. Đứng ở đây luôn, đứng ở đây, đứng ở đây. Sợi dây, một sợi dây. Được. Rồi bạn tiếp theo, bạn tiếp theo. Nhanh lên, nhanh lên. Yes. Oh yes. Còn một chút thẳng cuối cùng. Tiếp đi, tiếp đi. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Tiếp, tiếp. Đưa, đưa ông Hoàng đi được luôn. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Ném đi rồi, hết giờ rồi, nhanh đi. Yes. Nhanh lên, nhanh lên. Xếp thành tháp ly đã nha. Tại sao tới giờ này bà mới giao cho ta hả? Hả? Con mệt quá. Mệt quá hả? Với lại cái tầng thiếu quá à. Thế vàng về chỗ. Thời gian dừng lại ở con số. Còn một giây nữa là 10 phút. Xin mời đại diện nhãn hàng Jollibee Việt Nam và chú ông Jollibee sẽ trao phần quà trị giá là 3 triệu đồng cho biệt đội Báo Hồng. Chúng ta sẽ đến với vòng thi đấu thứ hai được mang tên Dẫn bóng về rổ. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy hai cái chồng ly ở đây. Bạn sẽ cầm một chồng ly lên. Phía dưới này thì có một cái ly được đánh dấu màu hồng. Các bạn sẽ lần lượt lấy ly ở dưới cùng bỏ lên trên. Cho đến khi nào mà cái ly màu hồng này quay trở lại vị trí cuối cùng thì các bạn sẽ cầm chiếc ly màu hồng này, bỏ một quả bóng bàn vào, ngậm lên trên miệng của mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ bò qua cái hàng rào lưới ở đây, đến với nhảy dây, nhảy ra nhảy vào 5 lần.
sau đó sẽ có bốn bạn đang cầm những cái thanh những cái ống ở phía bên kia. Rồi các bạn sẽ đặt quả bóng đó lên cái đường ống, làm sao để cho đường ống đó dẫn quả bóng được về rổ. Và trong vòng 10 phút mà các bạn mang về 7 quả bóng thì các bạn sẽ giành được chiến thắng trong vòng thi thứ hai này. 3, 2, 1. Ok, lấy cái ly vàng ra. Tôm sáp xuống. Rồi, lấy cái ly màu hồng. Rồi. Ê, lực ký cho bạn. Đúng rồi, tiếp 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 tiếp. Rồi. Rồi, đứng tiếp xem. Ủa giời ơi. Liệu bóng có về được tới rổ? Cái máng không được đụng vô cái rổ nha. Vô 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 vô. Yes. 3 quả bóng rồi. Ai ai. Ê, ăn chưa? Kéo vô nữa là trừ điểm nha. Còn một chút xíu nữa thôi. Không. Rồi. Chưa nè, thấy vào. Chưa? Bậy. Nâng nhau lên chút. Rồi 4 quả. Mới 3 quả à. Văng ra ngoài rồi, văng ra ngoài. Ờ. Oh no. Thôi không nói nhiều. Tại ai? Đâu có làm gì đâu, tại chỗ. Cho 4 trái rồi. Vô, không vô rồi. Thời gian dừng lại ở con số 59 giây. Số phút là 10-1. Kính thưa chúc mừng bên đội Bảo Hồng. Xin trân trọng kính mời đại diện nhãn hàng nước hoa Let's Jam là anh Lê Thành Nhân sẽ lên trao tấm bảng trị giá là 7 triệu đồng cho biệt đội Bảo Hồng. Và như vậy thì với việc hoàn thành xuất sắc được 2 phần thi trong chương trình ngày hôm nay thì các bạn trong biệt đội Báo Hồng đã xuất sắc mang về số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Và ngay sau đây thì xin được mời anh Vũ Việt Nam là đại diện của nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa sẽ lên trao phần thưởng này đến cho các bạn trong biệt đội Báo Hồng. Dạ, tụi con xin phép được dành tặng số tiền này cho một người cô mà tụi con rất là yêu quý ạ. Vâng. Và người cô yêu quý đó cũng chính là nhân vật chính của chương trình Biệt đội Phấn Trắng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Nó ngồi hai chị em á, nó nhớ mẹ nó mà nó cũng không biết làm sao. Nói gì thì nói vậy là máu chảy ruột mềm. Dạ là gần 2 tháng rồi mẹ với cha không có ở nhà. Nhớ con, nhớ trường lớp. Đó là đôi lời tâm sự của cô Nguyễn Thị Thu Trinh, giáo viên dạy môn văn tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bàn Tân Định, tỉnh Kiên Giang. Trải qua cuộc phẫu thuật tim không thuận lợi với nhiều biến chứng, đã hơn 1 tháng qua, cô Trinh nằm ở bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Mổ được 3 ngày là khi mà bác sĩ kêu lên đặng ký hồ sơ đặng chạy thận thì lúc đó là mình mới biết là tình hình nó rất là nguy kịch.
Người ở nhà thì trông, người đi thì muốn quay lại. Nhưng ở giữa những con người này, cách nhau một rào cản sức khỏe. Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng đợi chờ. Dạ thì mấy hôm nay thì em cũng nhớ mẹ nhiều, nhưng mà nhiều khi thấy nó cũng lén lén khóc đó, mà trong khi đó tôi cũng buồn luôn. Gia đình cô Trinh gồm có 5 người sống tại khu công vụ của nhà trường. Trong những ngày cha mẹ vắng nhà, đứa con út vừa mới đầy 10 tháng tuổi thì được gửi về nhà nội nuôi dưỡng. Còn lại 2 đứa trẻ nhỏ, các em tự đùm bọc lấy nhau trong cuộc sống hàng ngày. Thấy những đứa nhỏ mà nó chỉ có một mình, thấy nó rất là tội. Hàng ngày, những bước chân trẻ thơ cứ lầm lũi đi học, tan học trong chính ngôi trường mà mẹ giảng dạy. Đâu đó lấp ló những nỗi nhớ, nỗi lo, dù không cố ý, nhưng chúng vẫn cứ nảy mầm. Trước đó là cũng không dám cho hai đứa nhỏ hay, tại vì cái tình trạng của mẹ của hai đứa nhỏ như thế, mình cũng không dám cho gia đình hay nữa. Thì nó ngồi một góc và nhiều khi cũng không dám nói mấy chuyện đó cho nó nghe, sợ nó buồn thêm đó. Đằng sau những tươi cười để cha mẹ yên tâm rằng chúng con vẫn ổn, mỗi tối giữa ngôi nhà trống trải, đôi mắt hai chị em ai nấy cũng cay xè. Thì tôi cũng có hỏi thăm á, thì nó nói là tụi con ổn. Dạ là suy nghĩ về những cảnh vui lúc mà ở chung với mẹ. Dạ em sợ những cảnh nó không được lặp lại nữa. Cứ như hiểu được hết nỗi lòng của cha mẹ, hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình, em Út tuy còn nhỏ nhưng lại rất ngoan, vô cùng nghe lời bà nội. Chỉ thương em, từ lúc chào đời đến giờ không có nhiều thời gian gần gũi mẹ. Nơi phương xa, chỉ nghĩ đến thôi, người làm cha làm mẹ cũng cảm thấy nhói lòng. Trên đây cũng lâu rồi, nói chung cũng nhớ thằng nhỏ, nó cũng mới sanh. Tại vì thằng nhỏ cũng gửi nó về trong nội với bác hai nó giữ giùm. Dù con đường phía trước vẫn còn rất dài, rất gian nan, thế nhưng cô Trinh chưa bao giờ ngừng cố gắng. Vẫn còn đó các con thơ đang chờ đợi, còn đó trường lớp, đồng nghiệp, học trò, đặc biệt là các em học sinh lớp 12 đang chuẩn bị bước qua bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời. Cô mong làm sao có thể sớm trở về dịu dắt, chèo nốt đoạn cuối cùng, đưa các em đi hết một thời áo trắng mộng mơ. Thấy học trò với đồng nghiệp đều quan tâm rồi, mà biểu hiện của cô hiện tại cũng vui mừng hơn. Ước mong là sẽ cho cô mau bình phục rồi sớm về với gia đình thôi, về đi dạy, về với lớp với trường. Sau nhiều ngày dài nằm trong phòng hồi sức, cách đây ít hôm, cô Trinh đã được các bác sĩ cho trở về nằm phòng điều trị bình thường. Đây là tín hiệu khả quan, như một lời thông báo rằng sức khỏe của cô đang dần tiến triển tốt. Chắc chắn trong một ngày không xa tới, các em ở quê nhà sẽ sớm gặp lại mẹ. Cũng giống như những bước chân của cô Trinh cũng sẽ sớm quay về ngôi trường Trung học phổ thông Bàn Tân Định, cùng học trò ôn luyện những ước mơ. Và ngày hôm nay thì thật sự rất là tiếc, bởi vì cô Trinh vẫn đang chiến đấu với căn bệnh. Thay vào đó thì con trai của cô là bé Tâm sẽ thay cho mẹ đến trường Bàn Tân Định để đón nhận tình yêu thương của tất cả những bạn học sinh của ngôi trường này. Và sau đây thì xin được mời bé Tâm cùng với lại thầy phó hiệu trưởng của trường, thầy Biện Huỳnh Phúc sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Còn bản thân là đội trưởng, và bây giờ cảm xúc của con như thế nào? Con rất là thương, là cái bé nó còn nhỏ, nó không biết gì hết, nó cứ cười, mỗi lần nó cười là con lại khóc. Đó là tâm trạng của chú Hiền cũng vậy đó. Đúng, đại diện gia đình em
Tâm cô Trinh gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm tạo điều kiện cho gia đình em Trinh bước qua những cơn khó khăn. Chúc cô Trinh sớm bình phục về đến nhà trường cũng như gia đình. Dạ là con chúc mẹ sớm mau bình phục trở về với chúng con. Bên cạnh số tiền 10 triệu đồng mà các bạn trong biệt đội Báo Hồng đã gửi đến cho cô Trinh thì các nhà tài trợ của chương trình biệt đội Phấn Trắng cũng sẽ có những phần quà để gửi đến cô. Và sau đây thì xin được mời thầy Nguyễn Ngọc Nam là đại diện của nhãn hàng IKEO TV màn hình tương tác sẽ lên trao quà. Dạ, và mời thầy Nam cũng sẽ gửi tặng đến cho các bạn những phần quà đến từ nhãn hàng IKEO. Xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Tiếp theo sẽ là những phần quà đến từ nhãn hàng Quạt Trần Kim Thuận Phong. Và xin được mời ông Nguyễn Văn Tây sẽ đại diện cho nhãn hàng trao tặng phần quà này. Mời anh Tây cũng sẽ gửi những phần quà của nhãn hàng Kim Thuận Phong đến cho các bạn trong biệt đội. Xin cảm ơn Tây rất nhiều. Tiếp theo thì xin được mời ông Lê Thành Nhân là đại diện của nhãn hàng nước hoa cao cấp Les James sẽ lên trao tặng các phần quà. Nhãn hàng Les James cũng sẽ có những phần quà, những chai nước hoa rất là thơm và rất là cao cấp đến từ nhãn hàng gửi tặng đến cho các bạn trong biệt đội của chúng ta. Cảm ơn Nhân. Tiếp theo thì xin được mời ông Trần Duy Quang là đại diện của nhãn hàng Vicoco sẽ lên trao quà cùng với 5 triệu đồng tiền mặt. Vicoco cũng sẽ gửi tặng những phần quà là những sản phẩm được chế biến từ dừa đến cho các bạn trong biệt đội Báo Hồng. Cảm ơn Quang. Tiếp theo sẽ là phần quà đến từ thương hiệu Jollibee, sản phẩm gà giòn vui vẻ sẽ trao quà cùng với 5 triệu đồng tiền mặt. Jollibee cũng sẽ gửi tặng những phần quà đến cho các bạn trong biệt đội của chúng ta. Rồi, xin cảm ơn chú ông Jollibee dễ thương nè. Và tiếp theo xin được mời đại diện của nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa, anh Vũ Việt Nam sẽ lên trao quà cùng với 10 triệu đồng tiền mặt. Sau đây sẽ là phần quà dành cho các chiến binh của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Vũ Việt Nam rất nhiều. Dạ, và thưa quý vị, ngay khi mà ekip của chúng tôi ghi hình thì những vị mạnh thường quân có mặt trong chương trình ngày hôm nay cũng rất là xúc động khi mà biết được hoàn cảnh của gia đình cô Trinh. Vì vậy mà có hai mạnh thường quân sẽ gửi tặng đến cho con của cô là bé Tâm phần quà gửi tặng đến cho gia đình của mình. Đây là một số tiền đến từ hai vị mạnh thường quân của chúng ta. Thưa quý vị, để góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình biệt đội Phấn Trắng thì chúng tôi rất là biết ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của trường Ban Tân Định và xin được gửi tặng đến cho đại diện của nhà trường là thầy hiệu phó Biển Huỳnh Phúc những phần quà đến từ các nhà tài trợ của chương trình. Đầu tiên thì xin được mời những phần quà đến từ nhãn hàng Jollibee Việt Nam. Và tiếp theo thì cũng xin được mời anh Hiếu Hiền sẽ đại diện cho các nhà tài trợ trao tặng những phần quà đến cho đại diện của trường Ban Tân Định. Dạ, đầu tiên là sản phẩm quạt trần kiểu cổ của nhãn hàng Kim Thuận Phong rất nổi tiếng. Còn đây sẽ là một voucher sẽ giảm giá 45%. Và đây là những sản phẩm từ trái dừa mà Vicoco, nhãn hàng Vicoco đã chế biến ra những sản phẩm rất là bổ dưỡng. Đây là nhãn hàng bột trộn sẵn Mít Cô Hương Xưa. Còn đây là nhãn hàng của IKEO và sau cùng đó chính là từ nhãn hàng Let's Game. Và đại diện của nhãn hàng Vicoco cũng sẽ có những phần quà để gửi tặng đến cho 5 bạn học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Mỗi bạn sẽ nhận được đó chính là 6 tháng uống sữa dừa miễn phí. Và xin được mời ông Trần Duy Quang là đại diện của nhãn hàng Vicoco sẽ lên trao tặng 5 phần quà cho 5 bạn học sinh của chúng ta trên sân khấu lúc này đây. Cảm ơn Vicoco và cảm ơn Quang rất nhiều. Xin được cảm ơn những nhãn hàng đã tài trợ chính cho chương trình. Xin được cảm ơn nhãn hàng Vicoco. Xin được cảm ơn nhãn hàng bột trộn sẵn Mico Hương Xưa. Xin được cảm ơn nhãn hàng nước hoa cao cấp Let's Jam. Xin được cảm ơn nhãn hàng Jollibee Việt Nam. Xin được cảm ơn nhãn hàng tài trợ phụ IKEO. Cảm ơn nhãn hàng Hoàng Trần Kim Bình Phong và tất cả những nhãn hàng đã đồng hành và tài trợ cho chương trình của chúng tôi, giúp cho chúng tôi có được cơ hội đến với tất cả những ngôi trường trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:55 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.